Hello teacher. Hello Vin, can you hear me? Yeah. Okay, right. Where are you? Okay, now I see you. Now I see you. Vin, what happened this morning? What happened this morning? Sáng Mà nay bị làm sao vậy? sáng nay em có buổi tập trống ở trên trường cho nên mà À, chiều mới học được. ok, rồi vậy thì cái tập trống để tuần nào cũng tập thì hay sao, hay chỉ có mỗi hôm nay thôi? Bắt đầu tập từ chắc hôm thứ năm. Hôm thứ năm rồi sao nữa nhỉ? Alo. Thứ năm thứ sáu thứ tư bắt đầu học từ thứ tư thứ năm thứ sáu học cả ngày là từ thứ bảy là học sáng xong đến tuần sau thì giãn ra thì thứ hai thứ sáu thứ bảy là học sáng chưa thứ ba thứ tư thứ năm không học. Rồi, ok. Nói chung là cái lịch học thì nó cũng hơi lộn xộn đấy nhỉ, đúng không? Lịch học hơi lộn xộn. Rồi, vậy thì nếu như mà có cái gì mà nó ảnh hưởng đến cái buổi học của mình thì mình nói cô nhé, được chưa nào? Again, now we open lesson 23, the world around us. Ok? Okay, the world around us. Rồi, trong cái bài này thì chúng ta sẽ học thêm về những cái từ vựng chỉ quốc gia này, chỉ tên các cái quốc gia đúng không? Về những thứ chúng ta có thể nhìn thấy trên trên trái đất, để thế nào? À, cái bài trước, những cái bài trước thì chúng ta đi từ cái đơn vị nhỏ hơn, đó là từ một cái thành phố, một cái ngôi làng. Now we move on to the bigger place, that is a country. Được chưa nào? Rồi, đầu tiên đọc lại cho cô từ này đi. Country. Country. Ok, country này có thể là quốc gia, được chưa nào? Theo như cái hình mô tả này thì đây là bạn này đang chỉ có một cái quốc gia, được chưa? Còn nếu như mà có một từ khác nữa, country mà countryside ấy, chúng ta có biết countryside là gì không? Vùng quê. Đúng rồi, countryside, vùng quê rất tốt ha, được chưa? Vậy thì cẩn thận, hãy cẩn thận xem coi là người ta đang viết như thế nào. Nếu country là tên một quốc gia, còn countryside là vùng quê. Ok, so what is Island. this? That's right, an island. Rồi, ở đây có một lưu ý rất đặc biệt, đó là chữ island này thì chữ S không có được đọc. S này nó biến thành âm câm. Tuy nhiên, khi viết ra thì nó vẫn phải đầy đủ nha. Rồi, đó là island. Thank you. Rồi, tiếp. Đây là Forest. forest. Ok, good job. This is a forest. Good. Rồi, what is this? Lake. Lake. Good. Next we have Jungle. a jungle. Vậy thì cái jungle và cả forest nó có khác nhau không Vinh? Theo như âm tra mạng ấy, thì cả hai từ đấy đều có nghĩa là rừng hết. Đúng rồi, đều có nghĩa là rừng. Tuy nhiên cái jungle này, cái khu rừng nó sẽ rậm rạp hơn và thường nó mang nhiệt mang mang cái gọi như là nét nhiệt đới rõ ràng hơn là cái forest, được như nào? Đó. Jungle người ta hay dịch là rừng rậm nhiệt đới, được chưa? Ok. That's lake. And then finally we have Mountain. mountain. Thank you. That's very easy. Rồi, những cái địa điểm này chúng ta hầu hết là có thể thấy ở ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đúng chưa nào? Rồi, tiếp chúng ta có River. river. Thank you. River là một con sông. Rồi, next we Waterfall. have waterfall. Good job. Okay. Have you ever seen a waterfall in Hạ Long? I think in Hạ Long doesn't have the waterfall. Okay, in Hạ Long there is no waterfall. Can you say that again? In Hạ Long there is no waterfall. In Hạ Long there isn't a waterfall. Good, that's right. In Hạ I Long there think isn't. you want to see a waterfall, you go to the USA. Oh, if I want to see the waterfall, I go to the USA, huh? I Okay. think it's in the Michigan States. Okay, in the Michigan State, have you ever been there? Chúng ta đến đó chưa mà sao biết rõ vậy ta? No, you haven't, but you know there is a waterfall in Michigan State. Do you know the name of that waterfall? Này em cũng trai khá lâu rồi nhưng mà nên em cũng không biết. Okay, that's fine. Okay. In Vietnam, there are a lot of waterfall, but you have to like you have To the USA, now you
Go to the USA. The waterfall in there is so beautiful. Ok, thank you, that's right, đúng rồi. Những cái thác nước ở Mỹ thì cũng rất đẹp. Việt Nam mình cũng có rất nhiều thác nước đẹp nha. Okay, if you want to see some beautiful waterfall, you can go to higher places. Chúng ta đến những cái vùng mà nó cao hơn được như nào? Ví dụ như là ở Việt Nam thì có vùng cao, ví dụ như là in Đà Lạt, in Lâm Đồng. Ok, you can see a lot of waterfalls. Ok. Yeah, you can see a lot of waterfalls in Đà Lạt or Lâm Đồng. Ok, and this is the... World. Đúng rồi, chúng ta đọc từ này rất là tốt. Nếu mà chúng ta bỏ chữ L đi thì nó sẽ ra là word, là cái từ ngữ để chơi nào. Còn ở đây chúng ta có L vào. Oh, world, world thì ra được thế giới để chơi nào. One more time. World. Good, good, that's good. Cái từ đọc ban đầu của mình đã rất tốt rồi. Rồi, vậy thì trong phần từ vựng thì cũng không có gì quá khó khăn đối với mình đúng không nhỉ? Rồi, now, okay, I would like you to look on the screen and then circle on the things you see. Đấy, chúng ta sẽ khoanh tròn những từ mà chúng ta thấy trong bức tranh này. Còn khoanh tròn từ nào thì chúng ta nhìn qua bên phải. Okay. You see a farm, okay? Circle the farm. You see the fields. Circle the fields. Okay, so can you see the farm? Rồi chúng ta thấy cái nào chúng ta mới khoan nha. Chứ có những cái mà nó ghi vô là mặc dù không có ở trong đó đó. Field không có. Ok, không có field thôi. Vậy thì cái mà chúng ta vừa mới ghi ở đó Flower. là farm đi ha. Rồi. À cô ơi, đây có phải là hoa không hả cô? Đây này. Which one circle it for me? Cái nào vậy? Khoan nói đi cho cô. No, I don't think there are flowers. Flowers là phải có cánh hoa đầy đủ chứ. Đó không phải là flowers. Rocks. I didn't see Rock, rock dễ mà. rocks. Oh, at Ok, at the waterfall, ok. the Yeah, under the waterfall, or you can see ngay cái chỗ mà hồi nãy mà Vinh khoanh ấy, ở đây nó cũng có này, đó là rock, được chưa nào? Và cái tảng đá hồi nãy mà mình khoanh này đang là, waterfall. được chưa? Rồi, oh, is that grass? Cái chúng ta vừa khoanh đó là grass hả? This. Oh. No. À, ok, chúng ta khoanh cái chỗ mà một đấy thôi thì nó dễ hơn. Rồi, cô xóa bớt hai cái còn lại nhé. Yeah. Đó, vừa rồi đây là rocks. Được chưa nào? Grass. Đúng rồi. Okay, find the grass for me. Okay, that's really good. Đúng rồi, đây sẽ là grass, là cái bãi cỏ. Được chưa nào? Good. An Is island. that What? island in No, the in picture? the countryside. In the countryside, have island. I see it's so exotic. Oh, okay. Good, good, good sentence. Like, I think it's exotic to see an island in the countryside. Để cô ghi lại nha. I think it's exotic to see an island in the countryside. Câu của Vinh nó rất hay nhưng mà nó bị lộn xộn. At the sea, I have islands in the countryside. The sea, an island is so exotic. Ok, rồi. Đọc lại cho cô trên màn hình đi. I think it's exotic to see an island in the countryside. I think it's exotic to see an island in the countryside. Ok, so I think it's normal to see an island in the sea. Is that right? Correct. Cô vừa rồi cô Yeah. nói đúng không? I think it's normal to see an island in the sea. Is that right? No, in the sea have island. Ok, I think it's normal. Thank you. Good. Rồi, vậy thì chúng ta đã nhận định được là không có cái island nào ở đây cả. So, is there a jungle? Jungle, no more. No. What? No jungle, right? At this picture, it's a day half stars. I don't think so. Well, the stars are always with us. The stars are always on the sky. But it's just that in the daytime, we cannot see the star. Mặt, cái nói chung là trăng hay là sao gì à, thì cũng I ở trên. think sun is a one of a star. That's right. Sun is one of the stars. But like what? But
There's only one sun, so that means there's only one star. But now they want us to see many stars. Đúng không? Chỉ có duy nhất một ngôi sao thôi. Mà ở đây họ đang muốn chúng ta nhìn thấy nhiều ngôi sao cơ. Vậy thì ở đây có đúng không? No. No, okay. So there are no stars here. Yeah. Chúng ta có thể coi là mặt trời là một vì sao cũng được. That's good. Đúng rồi. Con đọc họ đọc hiểu rất là tốt. Okay. So are there any clouds? Where are the clouds? Okay, that's good. That's the clouds. Okay, one circle. You only need one circle and that's all. Chúng ta chỉ cần một cái hình tròn thôi để cho cái hình của mình đỡ rối ha. Okay, so then we have the clouds. Is there a moon in the picture? No. No, there's no. Okay, the moon is not in the picture. Okay, good. That's good. Right. A waterfall. Waterfall. Good. That is the waterfall. Good. And then plants. Plants. Plants là những cái cây nhỏ để cho cái cây mà nó như thấp. Cỏ đúng không? Đúng rồi, cây cỏ. Tức là như sao chúng ta có cái grass nó thuộc một cái loại khác mà còn cái plants nó cao hơn grass một chút xíu. Được chưa nào? Chúng ta biết là có những cái cây mà nó thân nó rất là mềm ột chứ nó không có phải cứng cáp những cái cây ở trong sân trường của chúng ta. Được chưa? Cái cây trong sân trường mà nó cứng cáp thì chúng ta gọi đó là gì? Là tree. Còn những cái cây mà thân nó mềm mỏng eo uột thì chúng ta sẽ gọi đó là plant. Được chưa nào? Vậy thì cái plant của chúng ta đúng nó phải là cái này này Vinh này. See, this is a plant. Okay, good. That's the plant. Okay, look again. You see a farm in the picture, right? Is that really a farm? Đó có phải là một cái trang trại thật không hay là một cái gì? À, đang sạc pin hả? Rồi sạc pin cho cô đi. Rồi, ok, are we done? Yeah. Ok, rồi chúng ta chú ý lại cho cô là cái ngôi nhà mà chúng ta khoan nghe có chắc chắn đó là một cái farm, một cái trang trại chưa? No. No, I think there is no farm or fields in this picture. Không có một cái trang trại hay là cái field nào ở trong cái picture này hết, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đầu tiên, chúng ta có gì? Đầu tiên chúng ta có grass, đúng rồi, grass thì đã được khoan ở trên này rồi, được chưa? Đó. Rồi chúng ta có gì? Ờ, em có thấy tree đâu nhỉ? Rồi ở đây thì người à, em ta có thấy nó kia, nó đây nó là tree cơ mà. Em có thấy tree ở trên này đâu. Rồi ở đây thì người ta đang gom cái plants này vào những cái cây ở đằng sau này thì ok luôn, cũng được. Được chưa? Người ta đang gom như vậy vô thì cũng ok, cũng không sao. Tại vì có nhiều bạn cũng nghĩ là plant và tree là một. Thực ra đó là hai cái khác nhau. Nhưng nếu mà gọi nghĩa chung là cái cây thì cũng cũng được. Đây, chúng ta xem đáp án của họ này. Ok, chúng ta có grass là cái mà bạn trai này đang nằm lên nè. Để chờ, a waterfall là cái này đơn giản rồi. Rocks là cái tảng đá. Rồi plants, plants thì đang lẽ phải là cái cây thân thảo, thân cỏ ở trên này. Nhưng mà họ đang khoan vào đúng tree này. That's okay. Rồi. Make a sentence about the picture. À, rồi. Ở đây thì nó bài này đang muốn thì chúng ta hãy đặt câu với những cái từ mà chúng ta tìm thấy được. Được chưa? Ví dụ ở đây có gì? There is grass round the lake. Xung quanh cái hồ có một bãi cỏ. Được chưa nào? Hãy thử đặt câu đi xem nào. Còn cái waterfall no. chúng ta đặt câu như thế nào đấy? No, the lake's water I have. No, I have to the waterfall. Cái này chúng ta sẽ muốn nói là thác nước thì chảy xuống hồ đúng không nào? Okay. Okay. Chúng ta nói là the waterfall is connected, được kết nối với, được nối với cái hồ. Chúng ta nói cho cô đi. The lake. Đúng rồi, đọc lại cho cô. The waterfall is connected to the lake. The waterfall is connected to the lake. Đúng rồi, ok. So, chúng ta hỏi tiếp là where are the trees? Cái này cô gọi là tree nha. Where are the trees? The tree are in front of
The mountain. Ok, the trees are in front of the mountains. Very good. Đúng rồi. Ok, hoặc là chúng ta có thể nói là there are some trees in front of the mountains. Nói lại cho cô nào. There's some trees in front of the mountain. Ok, right, Ừ. good. Rồi. Ok, ta đi tiếp nhé. Vậy được rồi. Okay, now can you answer the question? Where are the children? There are three Are children. in the countryside. Okay, they are in the countryside, right? But in the picture, trong cái bức tranh thì vị trí của họ đang ở đâu cơ? Trong bức tranh này, vị trí của từng bạn nhỏ đang ở đâu? Where are the children? There are three children in the picture. Right, can you tell me where are the children? A boy children where À, chúng ta không nói oh, là a boy children nha, chúng ta nói là a boy. a boy is wearing a yellow hat, is Ok, chúng ta nói là a boy in the yellow hat cho cô. A boy fishing. in the yellow hat is fishing. Rồi, tức là trong cái gì, trong cái mũ màu vàng, để cho nào, ở trong cái mũ màu vàng, a boy in the yellow hat is fishing. Can you say A boy in the yellow hat is fishing. it? That's good. Okay, next. Okay, where's the next child? Cái bạn trẻ tiếp theo ở đâu nhỉ? Where's the next One more, the boy is sleeping on the grass. person? Okay, another boy cho cô nha. Chúng ta không nói là one more boy. Được chưa? One more tức là cũng cái bạn đấy mà chúng ta thêm một bạn y chang nữa. Tức là bây giờ cô nói là one more Vinh. One more Vinh chẳng hạn. Thì tức là có thêm một bạn Vinh y chang nữa sẽ ngồi xuất hiện trước mặt cô. Cái one more là như vậy, chúng ta gọi thêm một cái bạn y chang như bạn ban đầu. Còn another là một cái bạn nam khác mà chúng ta không biết chắc là bạn này có phải là Vinh hay không. Thực ra chúng ta chỉ biết chắc là bạn ấy là giới tính nam thôi. Lại một lần nữa, another boy is sleeping on the grass. Another boy is sleeping on the grass. Good, and finally, the girl is The girl is listening to the music. Is she listening to the music, really? Look at the picture closely. What is she doing? She is. No, this is this I see is so tricky. How do you think it's so tricky? I don't think it's tricky, though. You see that she's holding something on her hand and she's putting it in front of her eye. I can You can't see it. Cái này thì đơn giản mà chúng ta thấy có một cái vật màu đen nho nhỏ ở đây này. Thì bạn ấy đang để kê sát mắt như vậy này. Sau đó là ngước lên nhìn nhìn vô cái cảnh đẹp phía sau. Thì chắc chắn bạn này đang Oh, đang chụp hình. she is take a camera. Oh, no, we don't say take a camera. She is Take a taking picture. picture. Okay, good. The girl is taking picture. Rồi. Rồi, so where are the children? A boy, chúng ta không gọi là a boy ha, chúng ta gọi là the boy bởi vì trong bức tranh này chỉ có một bạn duy nhất mà là nam mà còn đội mũ vàng nữa cho nên chúng ta xài the giúp cô. The boy in the yellow hat is fishing. Rồi, another boy is sleeping on the grass and the girl is taking pictures. Chúng ta đọc lại ba câu trên màn hình nha. Where are the children? The boy in the yellow hat is fishing. Another boy is sleeping on the grass. The girl is taking pictures. Ok, rồi. Chúng ta có vợ ở đấy không? Ghi xuống ba câu này cho cô đi. Rồi, taking pictures. Nhớ cho cô đó là chụp hình, được chưa nào? Rồi,
Vân ơi, khi viết xong ấy thì chúng ta gạch chân những cái thành phần này cho giống giống trên màn hình cho cô nha. Đó là in the yellow hat là một cái nè. Được chưa? Rồi cái câu thứ hai thì gạch chân chữ another cho cô. Và cái cuối cùng là gạch chân taking pictures. Để gạch chân cụ thể cho cô nhé. Ok, gì đó. Ok, xong rồi đúng không? Rồi, Dạ. chúng ta đến với cái phần tiếp theo của cái hình này. Rồi, cũng trong hình này chúng ta có những cái câu như sau. Đây là một cái những cái câu mô tả những cái sự vật có trong bức tranh, được chưa nào? Ok, chúng ta sẽ phải đọc những cái câu này và cho À, cô cô biết. ơi, cô em hỏi cái này. Nơi ơi, khi mà mình nhìn lên cái cây thì cái gì nói có màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng hay là màu nâu hả cô? À, rồi, trên cái cây cái gì có nhiều nhất Vinh? Lá À, thì nó có những màu nào? Lá có thể có màu nào? xanh, Đúng, đỏ, vàng. đúng. Và Nơi lá màu nâu em cũng chưa thấy. ở khi cái cây nó khô héo thì lá nó chuyển về màu nâu chứ gì nữa, đúng không? Đúng không? Khi cái cây nó héo hay cái lá cây nó héo thì nó chuyển về màu nâu, đúng không? Mình đã từng nhìn thấy những cái lá lá cây bàng chưa nhỉ?
Lá cây vàng nó sẽ có nhiều màu. Cô nhớ khi mà còn đi học, cây vàng ở trường cô thì có đủ màu luôn thật. Đó, màu lúc nào mà vô cái màu, màu xanh ấy, thực sẽ là vào mùa xuân hoặc là mùa hè nè. Qua đến màu vàng và màu đỏ thì nó rơi vào mùa thu, và cuối cùng là mùa đông thì cây nó rụng gần hết lá, nó thành ra nhiều lá mạng màu nâu lắm. Đúng không? Thì em cũng biết. Cũng biết mà sao giờ mới nghĩ ra ta. Trên cây cái gì có N nhiều màu nhất thì đương nhiên chỉ có thể là lần lá đầu tiên thôi. em thấy có một cái câu hóc búa đến như thế. Ô không, thực ra là không Ủa hóc mà hình như cái chỗ này cũng là một phần của thác nước nè. búa. Ừ. À không, nó không phải một phần của thác nước đâu. Nếu như mà chúng ta tô màu ấy, thường chúng ta sẽ tô màu cái núi này màu xám đúng không? Và cái con đường này, đây là một cái con đường mà dẫn từ gì? Dẫn từ dưới dưới này, dưới cái vùng thấp này lên cái núi cao, để chưa? Đó là con đường lên trên núi đó. Đường Ủa mòn là lên cái núi. gì vậy? Đường mòn lên núi thôi à. Thế cái chỗ này. Thì nó là cái con đường đi lại giữa các cái ngôi nhà ở trong làng thôi. Yeah, nên là định đi lên núi theo cái đường này đúng không? À không, không chưa chắc nha, tại vì cái này kiểu như là chỉ đi lại trong những cái ngôi nhà này thôi, còn đường lên núi thì sao mà mình biết được là nó bắt đầu từ đâu. Trong cái bức tranh này nó sẽ không có vẽ rõ cái đường lên núi bắt đầu từ đâu, còn cái đường này chỉ đơn giản là Chắc đi lại giữa là các ngôi leo nhà. lên nơi. Chắc là phải băng qua cái cánh rừng ở đằng sau này trước đã, rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Chắc thế. Rồi, number one, people like walking Những or climbing up these when they're on holiday. mountain. Ok, mountain có S hay không có S? Mountains. Đương nhiên là có Ok, S thank rồi. you, đúng rồi, Đương good, nhiên nếu như good. không có S thì chắc trái đất chỉ có một ngọn núi. Đúng rồi, chính xác. You can swim and sail here, but it's not a river or the sea. Lake. Lake, thank you, very fast, rất là nhanh. There are always lots of trees, animals, and birds Forest. here. Or Ok, forest. jungle. Ok, forest or jungle. Rồi, you find these on trees and plants. Cái này là gì? Leaves. Leaves, thank you. People live in here. Village. Ok, good. Sun. Six. Sun. Sun. Ok, good. Đúng rồi. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không? No. Nào ha. Rồi, cái bức tranh minh họa như vậy thôi thì chúng ta nhìn nó ở một cái góc nhìn gọi như là kém thực tế một chút xíu nha. Chỉ là tranh vẽ thôi. Listen, color and À, cái phần này hình như là cô bỏ. Còn như cái phần này là cô bỏ. Đúng rồi, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa nên cô sẽ qua các phần tiếp theo luôn. on. Rồi, ok. Chúng ta không có nghe nha. Cái bài này nghe thì rất là đơn giản. Rồi. Cái này nghe cũng chỉ tô màu thôi. Okay, can you look at the picture and tell me yes or no? Nhìn vào bức tranh, nhìn qua câu mà cô chuẩn bị đọc ấy, cho cô biết là yes hay no nha. There's a waterfall in the picture. Yes. Okay, good. Next, the girl is fishing. No. Good. Right, there are some flowers at the bottom of the mountain. No, No. okay, there are some trees. Trees mới đúng ha. Rồi, the weather is sunny. Yes. Yes, okay, good. Rồi, cái này là cái bà tô màu, chúng ta bỏ qua. Rồi. Read and cross the wrong word. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc và loại đi các cái từ sai cho cô nha. Nghe, chúng ta đọc cái bài jungle này và gạch những cái từ sai cho cô. Ví dụ như trong cái câu đầu tiên, jungles are hot or cold. Trong khu rừng thì là lạnh hay nóng nhỉ? Jungle. In the night, not in the forest, night is so dangerous and so cold. Like Ok. in the Antarctica. Ok. Like in the Antarctica, very good, but there is no ice. There is no ice in the jungle. Làm gì trong rừng làm gì có băng tuyết gì đâu, đúng không? Vậy thì nhìn chung thì theo con nghĩ là trong rừng sẽ nóng hay là lạnh? This picture take in a night. It's not taken at night, it's taken during daytime. Nếu như mà ban đêm ấy, thì con sẽ không thể nhìn thấy được cái sắc màu xanh tươi rõ ràng như vậy đâu. Ban đêm thì cái màu nó sẽ tối đi rất nhiều. Why the sky is blue this? Because it's daytime, đúng không? Đó là ban ngày thì trời mới màu xanh chứ. But I see the sky blue, but I can't see the sun. Oh, you cannot see the sun.
It's normal to not see the sun in the jungle. Thực sự là rất là bình thường nếu như mà chúng ta không nhìn thấy mặt trời ở trong rừng, đúng không? Ủa? Why? The trees are tall, they are covering all the sunlight. Cái cây rất là cao, nó che mất ánh nắng mặt trời của mình, che khuất tầm nhìn. Hoặc là cũng nói một cách khác á, là bây giờ chúng ta thử mở cửa sổ ra, chúng ta có nhìn thấy mặt trời không? Mà giờ mở cửa sổ ra có nhìn thấy mặt trời không? Giờ chiều luôn rồi, còn gì nữa, gần gần vào buổi tối rồi, được chưa? Sẽ có những cái khoảnh khắc mà chúng ta mở cửa sổ ra, chúng ta đâu có thấy mặt trời đâu, mặc dù là trời vẫn đang rất là sáng, tại vì nó đang ở một cái vị trí mà mình rất khó nhìn thấy, được chưa? Cô giải thích như vậy thì nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng mà đại khái là túm lại là ở đây là ban ngày, it's not ban đêm, được chưa? Cô giải thích như vậy thì nghe có vẻ không hợp lý lắm, mà đây là ban ngày chứ không phải ban đêm. Giờ mở cửa sổ ra thì từ chỗ cô mở cửa sổ ra không thấy mặt trời đâu hết, bởi vì nó đang trốn ở đằng sau cái tòa nhà cao cao rồi. Rồi, ok, chúng ta sẽ loại bỏ cái từ sai ra cho cô nhé. Ví dụ như chúng ta nhận định là jungle Jungle are, are cold. ok, you think jungle are cold. Nếu mà chúng ta nghĩ là cold thì chúng ta sẽ bỏ hot đi, được chưa nào? Được rồi, nếu mà chúng ta nghĩ là dry thì chúng ta bỏ wet đi để dry lại. Đó, chúng ta làm tương tự như vậy cho cô đi. Đó, cô sẽ gạt cái chữ hot cho mình đi ha. Đã là này rừng nhiệt đới thì làm sao mà có mưa chứ? Ủa, tại sao rừng nhiệt đới là không mưa, rừng nhiệt đới mới là nơi mưa nhiều nhất chứ mình? Hả? À, đúng rồi, rừng nhiệt đới mới là nơi mưa nhiều nhất chứ. Ủa? Ừ, đúng rồi. Rừng nhiệt đới thường sẽ là nơi mà mưa nhiều nhất. Thì con thử nghĩ coi bây giờ chúng ta đang ở các quốc gia như thế nào. Khí hậu của Việt Nam mình thuộc loại khí hậu gì? Đới. Đúng rồi, khí hậu của Việt Nam mình thuộc nhiệt đới đúng không? Và đến những cái tháng mà đến những cái mùa mà gần như là mùa mưa, nó mưa mưa liên tục, mưa rả rích, mưa không ngớt luôn đúng không? À, thì chắc chắn là những cái khu rừng mà khu rừng sao, khu rừng jungle kiểu như vậy là sẽ hứng được rất là nhiều mưa, được chưa nào? Rồi và một số cái quốc gia thì năm nay cái khí hậu ôn đới thì cũng có mưa thôi, nhưng mà mưa không nhiều bằng bên mình. Mưa không nhiều bằng bên mình. Ủa mà nơi sao có những lúc ở sa mạc lại có tuyết rơi hả cô? There's snow in the desert really? Yes. I've never heard about that situation. You want to see that whether you go to the Oh, North Africa. North Africa. Oh, okay. Good. Rồi, I see. Có nha. Snowfall in the Sahara Desert. Có, rồi. Cái hiện tượng thời tiết này có, mà nó hơi bị bất thường một chút xíu. I see. Okay, I will read about this later. Cô sẽ đọc về cái đó sau này ha. Tại vì đó giờ đối với cô sa mạc là nơi không thể có tuyết, nhưng mà bây giờ mới đọc được một bài nó kêu là yes, there's snow in desert. But it's not something that happens all the time. Không phải là cái việc là này nó xảy ra quanh năm suốt tháng, được chưa? Có giống như là những cái tình huống mà rất là hiếm khi mới có một lần. Near this is in the 2021 year. Ok, tức là cái sự kiện mà xảy ra gần nhất là vào năm 2021 đúng không? Yes. Ok, chúng ta nói là the latest incident happened in 2021. Alright, chúng ta nói là the It's late. in the some country. I think is in the Egypt or Libya. Oh, Don't know why this weather have in this cut. so you I want to don't know why. I don't know this weather have in what country, but I know it's in the Sahara Desert. okay, Sahara Desert. Can you say it again? Sahara Desert. Desert. Okay. Sahara Rồi, Desert. ý của mình là mình không biết là có xảy ra ở những nơi khác không, nhưng mà mình biết chắc chắn là nó có xảy ra ở Sahara đúng không nào? Ok, đúng rồi, chính xác là cái sự kiện này thì cô vừa mới đọc là nó xảy ra ở Sahara Desert. I don't know if this happened in any other country, but it happens in Sahara Desert. Rồi, I don't know
If it Chắc là do biến đổi khí hậu. in other country. In country not, not in other country not have this weather. Now this weather is happening at the Sahara Desert. Okay. A maximum. Other country doesn't have. Rồi, ok. Rồi, cái đây cô sẽ phải đọc thêm ha. Cái đây cô sẽ phải đọc thêm. Nhưng mà đúng thật, cô công nhận là có trường hợp như vậy. Rồi, chúng ta làm bài tiếp cho cô đi Vinh. Ok. Vậy, vậy chúng ta nghĩ ở cái jungle là nó rất là lạnh và khô đúng không? Jungle lạnh và khô hả? Ướt. À, ướt đúng không? Nếu mà chúng ta chọn ướt thì chúng ta bỏ cái mà chúng ta không chọn đi nha. Gạt ngang cái mà chúng ta không chọn đi cho cô. Em định chọn là lạnh và khô. À, em chọn lạnh và khô thì đúng rồi. Em chọn lạnh và khô thì em sẽ bỏ cái hot và wet đi nhé. Còn nếu như mà bây giờ em muốn chọn lại là Very. very. Green, pink or black. What is Jungle có màu gì? Jungle nhìn từ trên cao nó có màu gì? this? Green, ok. Vậy chúng ta loại hai đáp án lại thôi. Gạt ngang lên cho cô chứ không đừng có gạt dưới, gạt ngang luôn á. Đó, mang lên mà sát cái ấy luôn. Đó, được chưa? Rồi, continue. Rồi, ở đây chúng ta chọn đáp án là green đúng không? Tốt. Because it's often Often là thường xuyên được chưa nào? Đó, rồi, Vinh dừng lại ở đây cho cô nè. Câu cái câu thứ hai chúng ta là they are very green because it often rains there. Nó rất là xanh, tức là những cái cây ở trong rừng nhìn từ trên cao khu rừng mà jungle này nó rất là xanh tươi bởi vì thường xuyên mưa. Vậy thì nếu như mà thường xuyên mưa thì nó có cold với cả dry được không? Thường xuyên mưa nó có dry được không? Mưa no. nhiều thì làm sao mà dry được đúng không? Vậy thì chúng ta phải dịch cái này đang đây chứ. Được chưa? Wet mới đúng. Được chưa nào? Rồi, theo như Vinh thấy thì ở các cái nước mà lạnh ấy, thì nó có mưa nhiều không? Cái nước mà lạnh thì nó có mưa nhiều không? Như Việt Nam mình là Việt Nam mình được gọi là một nước mà kiểu như là nóng đúng không nào? Đó, cái thời tiết khí hậu bên mình rất là nóng mà mỗi lần nóng thì đương nhiên sẽ là mưa. Đó, còn cái nước ví dụ như là lạnh hơn thì chúng ta có Russia, Russia hay là Canada thì nó có mưa nổi không? no. No, không mưa nổi cho nên đáp án của cái câu này phải là như sau. Để cho jungles are hot and wet places. Được chưa nào? Là những cái nơi rất là nóng và ẩm. Được chưa? Rồi, khí hậu mà nóng ẩm thì nó rất là dễ mưa. Rồi, tiếp theo cho cô đi. A lot of flowers, plants And animals. and... hết hồn tưởng trận cái puppies một cái là buồn lắm luôn đấy. Puppies do not live in the jungles. They are There are rivers, big. Okay, thank you. Cảm sea ơn. and streets in the jungle. I don't know what happened. Rồi nếu như mà chúng ta thấy street ở trong jungle ấy, thì tức là con người đang tàn phá jungle rồi đúng không? Đó. Còn sea mà ở trong jungle thì cái đó là giống kiểu là ở một hành tinh khác chứ không phải ở trái đất nữa. I don't know That's right, nobody knows what happened. Okay, next. Be careful. because sometimes you find, oh, Ho whales and dolphins are live in the jungle. I don't know what happened. That's right. Okay, good. Okay, next. Many people live in the jungle, have their homes next to a river or waterfall because they need. They need what? Soup and tea. The correct answer is water. Okay, the correct answer is water. Good. People often go up or down
The river by boat. The truck and motorbike are go on the water. I don't the truck can go on the water, right? It has magic. Well, if the truck can go on the water, there's magic. Đúng không? Có thể ảo thuật gì đấy, cái xe And tải hay là cái gì. it's so tricky. So tricky, nghe xạo quá đúng không? Rồi, you so much. Okay, now we can move on. À, trước khi move on đấy thì chúng ta đọc lại cái bài này một lần nữa cho cô đi. Chúng ta Jungles are hot and wet places. They are very green because it often rains there. A lot of flowers, plants, and animals live in jungles. There are big rivers in lots of jungles. Be careful because sometimes you can find crocodiles in some of them. Many people who live in the jungle have their homes next to the river or a waterfall because they need water. People often go up or down the river by boat. Rivers are like a road in a jungle. That's right, đúng rồi. Ví dụ như ở thành phố, ở đồng bằng thì đường xá có xe cộ là chuyện bình thường. Còn ở trong rừng nghe thì trên các cái con sông thì con sông nó cũng giống như là đường xá thay cho trên ở trong rừng đúng không nào? Trong rừng thì sông thì cũng giống như là đường xá ở bên mình thôi. Rồi, đợi chút xíu nha. Ok. Rồi. Trả lời cho cô nào Vinh, why are jungles green? Đọc trong bài và Because no, they often have rains ok, there. thank you. Right, they are green because they often have rains there. Thank you. Good. À cô ơi, hình như cái câu what do you know the jungles What do you là know? chưa hỏi thì What do you know about jungle đúng không? Cô bỏ qua câu đấy phải. rồi bởi vì mình cũng gần hết giờ rồi nên là cô có hỏi tiếp không? The largest jungle is the Amazon Hey, jungle. that's right, the Amazon It jungle. have the northwest Brazil. Northwest of Brazil, very good. Okay, right. Rồi, where do people live in jungles? What? Trong cái bài đọc này nó có nhắc đến cái việc mà người ta thường sinh sống ở đâu ở trong khu rừng không? People often go up. No. Now, where do they live? Any people who live in a jungle have their homes next to a river or a waterfall Đúng rồi. because they need water. That's right, đúng rồi. Good. How do people travel from one part of the jungle to another? Họ trong rừng họ di chuyển từ một nơi này sang nơi khác thì như thế nào, bằng cách nào? The people often go up or down the river by boat. Ok, thank you. Rồi, tốt. Rồi. Ok, phần cuối cùng thôi chúng ta nghỉ nhé. Ok, what's the biggest country? Bing, what's the biggest country? Russia, Russia, thank you. Ok. Right, what's the smallest the country? Vatican City, Vatican City, good. Okay. What's the tallest mountain? the Everest Mountain, Okay, the Everest. Thank you. Good. What's the longest river? the longest river is Nile. It starts at the Egypt and the end of I don't know, but I know it's in the Africa. Okay, good job. Wow, you know a lot. What the longest river is the Nile. We don't say Nile, the Nile. Nile. Okay, what's the biggest sea? Biển nào to nhất? Pacific The Ocean. Pacific Ocean is the ocean. Ha, cái đó là ocean. Để xem tí nó có đúng không nào. The biggest forest. Is the Amazon forest is in the northwest Brazil. Okay, so let's see The again. east of Peru. Okay, chúng ta xem lại một lần nữa ha. Chúng ta có Russia is the biggest country. Good. The Vatican City is the smallest. The mountain Everest is the tallest. And then the longest river is the At Nile. the nơi biên giới trong tiếng Anh là cái gì ạ The border between. cô? Border. The Mount Everest is border between Nepal and China. Okay, the border là the Mount Everest is
On the border, đúng không? At the border between Nepal and China. Good, đúng rồi. Chính xác. Ừ. Okay, the biggest sea is South China. Biển nha. Chúng ta đang nói là biển Đông rồi chứ nào. Còn nếu như chúng ta nói là Pacific Ocean là đại dương rồi, được chưa? Oh, Sea and ocean are different. South Ừ, đúng rồi. South China. South China là biển Đông của mình nè. Được chưa? China. That's right. South China. Chúng ta gọi là South China đó. Okay, Oh. the biggest forest. Chúng ta quên mất cái fact đó là forest và jungle khác nhau, cho nên chúng ta không có đoán được cái đáp án này. The The tiger forest. tiger Okay, do you at know the oh is in the Russia. That's right, tiger forest is in Russia. Tiger nó gọi là forest bởi vì cái rừng ở đấy thường như là nó bị bao phủ bởi băng tuyết thì phải, đúng không? Cái rừng của nó rất là lạnh. The coldest place is the Omiakon town in the Russia. Okay, wow, you know a lot. Okay. How cold can it get? Lạnh tới mức nào nhỉ? Lạnh tới mức nào? The temperature is around -52 độ C. minus 52, đúng không? Chúng ta gọi là Yes, minus yes. 52 degree. Okay. Thường là bình thường là ở 10 độ C là chúng ta đã lạnh muốn quéo giò lại luôn rồi. Bây giờ còn minus 52 nữa thì không biết là phải sống đến mức nào. Này, Okay. nhưng mà ở đấy vẫn có người thì Đúng, ở đó vẫn có người thì họ quen nhưng được mà với cũng cái chỉ điều kiện. sống có 1.000 người thôi. Họ quen được với cái điều kiện khắc nghiệt đấy thì họ sống ở đấy thôi chứ cũng không có Oh. gì ấy cả. Rồi, cố lên nhé Vinh nha. That's good. Rồi chúng ta ôn lại cho cô đó là forest và jungle khác nhau. Vậy forest nó sẽ là những cái khu rừng như thế nào mà nó khô hơn nhiều so với jungle. Để cho nào jungle là rừng rậm nhiệt đới. Được chưa? Okay, this is the forest and the biggest forest is the tiger forest. And sea is different from the ocean. Sea nó sẽ khác với ocean ha. Okay, Yeah. that's all for today and I will see you again tomorrow. Bye bye. Goodbye, teacher. Goodbye.